Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dặn các em toán lớp 4 sẽ cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm nếu các em khá dễ hiểu, các em sẽ bấm click và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình xem bài 89, kiểm điểm số lần xuất hiện của một sự kiện, trang 83-84. Giờ mình quan sát hình, bạn này nói là tôi sẽ tung đồng xu 5 lần liên tiếp. Sau mỗi lần tung, tôi sẽ ghi lại mặt xuất hiện của đồng xu và tôi sẽ đếm số lần xuất hiện của mặt S. Giờ câu số 1, tung một đồng xu 5 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Như đồng xu sẽ có hai mặt, mặt N và mặt S. Mình thấy lần tung thứ nhất thì mặt N xuất hiện. Lần tung thứ hai là N xuất hiện, lần tung thứ ba là S xuất hiện. Lần tung thứ 4 là N xuất hiện và lần tung thứ 5 là mặt S xuất hiện. Hãy cho biết số lần xuất hiện của mặt N và số lần xuất hiện của mặt S sau 5 lần tung đồng xu nhé. Như câu này em sẽ làm như sau. Như là sau 5 lần tung liên tiếp. Thì mình thấy là số lần xuất hiện mặt N1, 2 là 3 lần. Còn số lần xuất hiện của mặt S sẽ là 2 lần, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 kem hiệu bài, cái sóng thích video hay kem hiệu bài. Tiếp theo là câu số 2, gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Lần gieo số 1 là hai mặt hai chấm xuất hiện. Lần thứ hai là một chấm xuất hiện, lần thứ ba là 6 chấm xuất hiện. Lần thứ 4 4 chấm xuất hiện, lần thứ 5 là 4 chấm xuất hiện. Lần thứ 6 là 5 chấm xuất hiện, lần thứ 7 là 3 chấm xuất hiện. Lần thứ 8 là mặt 5 chấm xuất hiện, lần thứ 9 là một chấm xuất hiện. Và lần thứ 10 một chấm xuất hiện. Hãy cho biết số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm trong 10 lần rêu xúc xắc nhé. Như vậy câu này các em sẽ làm sao? Như là sau 10 lần rêu xúc xắc. Số lần xuất hiện của mặt một chấm là số lần xuất hiện mặt một chấm là thì mình hãy đếm xem bao nhiêu lần. Đây là một lần, hai lần, ba lần, đúng không? Giờ số lần xuất hiện của 6 chấm thì mình thấy ở đây một lần, chỉ có một lần mà thôi, đúng không? Như là số lần xuất hiện mặt một chấm là 3 lần và số lần xuất hiện 6 chấm là một lần nhé. Như là mình xong câu số 2, câu số 2 kem hiệu bài, cái xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3. Câu số 3, trò chơi quay kim trên vòng tròn. Quay kim trên vòng tròn 10 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Như ở đây mình có một vòng tròn, trên vòng tròn được chia làm 3 màu xanh, đỏ và vàng. Mình sẽ quay kim trên vòng tròn. Lần quay thứ nhất thì kim dừng ở phần tròn màu xanh, lần thứ hai là màu đỏ, lần thứ ba màu vàng, lần thứ tư màu xanh, lần thứ năm màu xanh, thứ sáu màu xanh, lần thứ bảy màu đỏ, lần thứ tám màu vàng, thứ chín màu vàng, thứ 10 màu xanh.
Hãy cho biết số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh. Mình sẽ đếm xem bao nhiêu lần ở màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lần, đúng này. Như câu hỏi này kem trả lời sao? Như vậy là số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh của hình tròn là như vậy, số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh của hình tròn là 5 lần, đúng này. Tiếp theo là mình xem màu đỏ một lần, hai lần, chỉ có hai lần mà không, đúng này. Như số lần kim dừng đúng ở phần màu đỏ của hình tròn là hai lần, đúng này. Tiếp theo là phần màu vàng một lần, hai lần, ba lần. Như là số lần kim dừng đúng ở phần màu vàng là màu vàng của hình tròn là ba lần, đúng này. Số lần kim dừng đúng ở phần màu vàng của hình tròn chính là ba lần. Như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 kem hiệu bài. Cái xong hết video hẹn kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 các em sẽ thực hành tung một đồng xu 20 lần liên tiếp, sử dụng vạch kiểm đếm để kiểm đếm và hoàn thành bảng sao. Như vậy ở đây mình sẽ tung đồng xu. Ở đây các em sẽ dùng một đồng xu bất kỳ nha. Các em sẽ dán hai mặt, một mặt các em sẽ để chữ N, một mặt các em để bật chữ S, sau đó các em tung đồng xu lên. Nếu mà tung sức mạnh N thì các em vạch một vạch, có nghĩa là một lần. Giờ các em sẽ tung 20 lần như vậy, xem kết quả bao nhiêu. Ở đây thầy cho ví dụ thôi nha, vì mỗi bạn tung mỗi lần sẽ khác nhau nên thầy sẽ cho ví dụ thôi. Ví dụ mặt N xuất hiện khoảng 9 lần đi. Như là 2 lần, 4 lần. Giờ cái vạch thứ 5 thì các em sẽ để xéo qua. Làm thành một nhóm gì? Mỗi nhóm sẽ là 5. Đúng này. Ví dụ 9 thì sẽ là tương ứng với 9 bậc, đúng này. Giờ ở đây các em sẽ để số 9. Giờ còn là 11, ví dụ 11 lần sẽ là mặt hết, đúng không? Đây là 5 lần, đúng không? Mười lần. Mười một lần chẳng hạn, đúng này. Các em sẽ điền bên đây là mười một lần, đúng này. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 các em hiểu bài. Cái xong hết video hẹn các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng giới thiệu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, kênh sau nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt nhé.